Đề bài thứ ba. Nêu cảm nhận của em về cái hay, cái đẹp của đoạn thơ. Nắng vườn trưa mênh mông, bướm bay như lời hát, con tàu là đất nước, đưa em tới bến xa. Đoạn thơ trích trong bài Ngày em vào đội của nhà thơ Xuân Quỳnh. Với đề bài này, chúng ta sẽ bắt đầu phần tìm hiểu qua cách đọc. Qua cách đọc, chúng ta sẽ dần hiểu một phần của nội dung. Các con theo dõi cô hướng dẫn cách đọc nhé. Với thể thơ năm chữ, lời thơ mộc mạc, giản dị, chúng ta chú ý ngắt nhịp theo khổ thơ là 3, 2. Trong bài cũng có một câu thơ các con chú ý ngắt theo nhịp 2, 3. Đây là cách ngắt nhịp thông thường của thể thơ năm chữ. Với cụm hình ảnh, các con cũng phải chú ý bởi đây sẽ là cụm hình ảnh làm nên cái hay, cái đẹp cho bài thơ. Đấy là hình ảnh so sánh như lời hát và là đất nước. Một ẩn ý nữa trong bài đó chính là từ đưa và bến xa. Khi hiểu rồi, các con sẽ đọc rõ hơn. Bây giờ nghe cô đọc và đọc nhẩm theo cô nhé. Nắng vườn trưa mênh mông, bướm bay như lời hát, con tàu là đất nước, đưa em tới bến xa. Đoạn thơ trên trích trong bài thơ Ngày em vào đội. Bài có rất nhiều khổ thơ, mỗi khổ thơ mang một ý khác nhau, nhưng khổ thơ này có hình ảnh của nội dung, có nét đẹp của nghệ thuật mà cô và Tulia muốn hướng dẫn các con, vì thế ta sẽ khắc họa sâu ở phần này. Nhà thơ Xuân Quỳnh rất quen thuộc với các con qua một số bài thơ mà các con đã được học